chào thầy và chào các bạn thân mến. Thì Hương tên là Trần Thị Diễm Hương, đang là giám đốc 3 sao vàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Nhiên Lịch Việt Nam. Và lý do Hương tham gia lớp học này là trước đó là Hương tham gia lớp bán hàng trò chơi. Nhưng mà trước cái lớp bán hàng trò chơi Hương học rất là nhiều thầy, phải nói là ở đâu học hay Hương học. Nhưng mà cái lớp bán hàng trò chơi nó rất là ấn tượng. Thầy Hiếu, Hương rất là cảm ơn thầy, vì thầy có một cái gì đó làm cuốn hút Hương rất là nhiều, đến nỗi Hương phải thuyết phục ông xã để đi học tiếp. Thì ông xã nói là bắt đầu bây giờ không học nữa, học nhiều quá sợ bội thực á. Nhưng mà không hiểu tại sao là thầy Hiếu lại làm cho Hương có một cái sự thôi thúc và khát khao mong được ngày hôm nay. Thì cái lý do Hương tham gia lớp này là để Hương muốn xây dựng một cái hệ thống của bên Hương mạnh hơn. Và Hương đứng trên Hương tự tin, tức là Hương đã đứng trên đây rồi, nhưng mà Hương muốn học những cái sự cái tinh túy, cái sự tuyệt vời của thầy mà bán hàng mà nhiều hơn, tức là thầy bán hàng mà cả ngàn người như vậy ấy, thì mình muốn học những cái sự tinh túy đó. Thì qua 2 ngày 1 đêm mà học ấy, thì Hương thấy phải nói là thầy là một người thầy mà bằng tâm, bằng thầy giảng ấy, thì với sự bằng hết nhiệt huyết và cái tầm vị thầy coi giống như một gia đình, tất cả những gì tâm huyết của thầy thì truyền đạt hết cho con mọi người để sửa từng người một. Và Hương chưa bao giờ Hương có tham gia một cái lớp nào mà nó được gần gũi chi tiết và rõ ràng từng cái bước mà vào khi mà mình đứng trước đám đông như thế nào, rồi khi thì mình xây dựng hệ thống là làm sao. Nói chung là chưa bao giờ Hương được có một cái lớp học tuyệt vời như vậy. Thầy đã cho mình, phải nói là Hương không diễn tả bằng lời được, thì các bạn muốn biết thì các bạn cứ tới học thì các bạn sẽ biết nhiều hơn. Thì Hương học rất là nhiều, phải nói ra đây thì không nói hết được đâu. Thì Hương được biết là thầy cho biết là trong một cái tức là mình phải có năng lượng, phải có năng lượng để mình chỉ có năng lượng thì mình mới tạo ra được lương nặng gì đó, thầy nói đó. Và cái thứ hai nữa là thầy nói là cái số tiền mình có 100% mình đạt được là do mình mong muốn á, là tức là số tiền mà bạn đang có chính xác 100% là số tiền mà bạn mong muốn. Các bạn nghe thấy lạ không? Thì ai muốn tìm hiểu thì cứ tới để học nha. Rồi cái thứ ba nữa là cái niềm tin đó là tiền mới của thế giới ngày nay. Thứ tư là trong một đội nhóm mà có nhiều người giỏi, ai cũng giỏi, cho cái tôi thì hiện tại đang bị đó, tức là họ cho cái tôi là rất cao, thì thầy nói là mình hãy chọn mình là con số 0. Đó phải nói là nó rất ấn tượng cho Hương. Và cái nữa là thầy nói bán hàng trước công chúng là mình phải bán buôn như người thầy. Thì về Hương sẽ thay đổi cái này, Hương sẽ cố gắng thực hiện thay đổi để khỏi phụ lòng thầy. Với lại thầy có nói Hương là do Hương chuyển giao cho người dưới đó chưa được, thì Hương sẽ đưa cái phần mà trong cái ba cái loại người á là 2%, 20% và 84%, Hương phải đưa cái phần 14% phải lên phần 2%. Thì cái đó phải nói là rất là cao quý mà Hương chưa bao giờ Hương phát hiện được điều đó. Bây giờ thầy đã mở lòng, thầy đã chỉ chiến lược cho mình đi và học những cái tư duy thật sự là rất là tuyệt vời. Hương một lần nữa Hương xin chân thành cảm ơn thầy rất là nhiều. Và chắc hy vọng sẽ có một lớp tiếp theo là sẽ Hương sẽ cố gắng sắp xếp và tham dự và mời thật nhiều người tới để tham dự.